Vào lúc 5 giờ sáng ngày nay đó, họ thấy là có hai ông với bà từ ở ngoài cửa biển Sa Cần vô. Thì sau đó là bà là đi thẳng vào luôn. Còn ông thì cứ quằn trước, quằn tới, quằn lui cách cái mé nước đó, chừng cả khoảng 10 mét. Nghe tin như vậy là ông chủ với là một số là vợ mới tái mới đạt phương án. Mới vé, nếu mà quả mà bà mà về để tu về lan đó, thì chúng con xin là nghe về để chúng con an táng tại cái lan ông đây. Thì sau đó là bà, bắt đầu là bà vô. Bà vô thì tất cả mọi người tập trung dìu bà vô. Họ nói nếu mà bà với ông cùng về luôn ấy, thì là bọn con cũng lo luôn. Tức là đưa ông với bà về luôn để cho có ông có bà. Nhưng mà cuối cùng là coi như là ông không chịu vào. Bà kích thước hồi nãy là đo là 3 mấy 8. Bây giờ bề ngang là 80, thể 8 tạ. Wow.